Rồi, em xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay em về được một cục đẩy VIP của Victor nha quý vị. Dòng Vote, dòng này thì nó chuyên karaoke nha quý vị. Chuyên karaoke, chuyên sân khấu. Thì con này là công suất nó là 300W mỗi kênh, 300W mỗi kênh. Đánh được 2 đô la nha quý vị, đánh được 2 đô la. Hai volume riêng biệt nha quý vị, đánh được 2 đô la. Thì đây là phần nội thất của em nói quý vị. Đó, 6 tụ mỗi vế. Tăng phô cực khủng, con này rất nặng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay phía sau của em nói quý vị. Quạt của nó quý vị thấy cái quạt nó mới cái cỡ này thì quý vị hiểu rồi ha. Đây, cực kỳ đẹp luôn quý vị. Made in Japan điện 100W. Phía sau là đẹp xuất sắc luôn đó quý vị, xuất sắc luôn. Mặt trước cũng vậy luôn. Mặt trước cũng vậy luôn, gỗ gang bên trong cũng vậy luôn quý vị, rất là đẹp luôn. Đó, quý vị thấy ha, mặt nè. Đó, mấy cái miếng này thường nó bị chày nhưng mà mấy miếng này nó đẹp như vậy thì chúng ta biết được cái đồ đẹp bên kia nó giữ như thế nào thì đẹp luôn á. Quan trọng là cái mặt nó đẹp ha, còn mấy cái này nó mới có mấy cái vết chạy chạy chút xíu là phải có thôi, tại vì cái vai cái quai này nó tiếp xúc nha, nó bảo vệ cái mặt này đó, nếu mà ấp xuống thì nó đụng cái vai trước. Nhưng mà mấy này em xử lý 30 giây cho vị, mấy cái vết chạy chạy nhỏ nhỏ này đẹp luôn ha. Mà quan trọng là cái mặt nó đẹp như thế này, nó xuất sắc như vậy, tuyệt đẹp luôn nha, nguyên zin, nguyên bản tuyệt đối. Hoạt động hoàn hảo nha quý vị. Chi tiết cho quý vị biết là cục đẩy đang hoạt động hoàn hảo, nguyên zin nguyên bản đó. Thì cục này thì chúng ta sẽ test với những đô la công suất lớn chút ha, còn đang ghép với đô la này để test cho quý vị biết là cục đẩy đang hoạt động hoàn hảo thôi đó. Và mới cái mức giá 6,8 triệu, mức giá cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại nha quý vị, cực kỳ tốt. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.